cầm lái của Akha. Android Box Eleview Day 5 sẽ là giải pháp hoàn hảo về kinh tế cho chủ nhân vẫn muốn giữ nguyên màn hình zin của xe mà vẫn muốn trải nghiệm nhiều tính năng công nghệ hiện đại cho xe của mình. Đến đây thì Thế Giới Xe xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 16:15 các ngày 2, 4, 6 hàng tuần để có thêm thông tin giá trị nhé. Aika chúc quý khách một chuyến đi an toàn. Này, ông biết gì chưa? Sao thế ông? Aika mới ra mắt màn hình Android Eleview thế hệ mới đấy. Thế à? Đúng vậy, màn hình này có giao diện rất đẹp. Mọi thông tin lái xe cần chỉ khởi động là hiện lên luôn. Đặc biệt, có thể dùng Google Maps cảnh báo tốc độ giới hạn G-Speed ngay trên màn hình chính. Hay quá nhờ. Và còn rất nhiều tiện ích độc đáo khác nữa. Ông tìm Aika Eleview S5 để khám phá nhé. Nhất trí ông, hàng Aika là chỉ có chuẩn. Những cái tài sản đó và đồng thời thì giao cho các cái cộng đồng có thể quản lý được tài sản. Còn nếu như chúng ta đã khai thác cùng lớn đối với một công ty tự định giá mình 40 tỷ đồng như Hoàng Anh Đà Lạt. VOHFM 87.7 MHz diện mạo mới.